Dạ, em chào anh nhá. Anh Chào có thể em, chào các anh em YouTube. Anh có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình được không anh? Anh tên Nam, là bạn của anh Thường Tín. Dạ, anh Nam ơi, thì em được biết anh là cũng là một người bạn của nghệ sĩ Thương Tín, và trước đây đã từng hỗ trợ cho nghệ sĩ Thương Tín về cái xe ô tô đấy. Thì dạ, đúng rồi, đã cũng được hơn 3 năm, gần 4 năm rồi. Và hôm nay được biết là anh là mới từ bên nước ngoài về Việt Nam đúng không anh? Dạ, thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết được về cái lần về Việt Nam lần này, cũng như là cái mong muốn của anh qua các kênh YouTube của anh em như thế nào được không ạ? Ok anh em, thì cái lần về Việt Nam này thì anh cũng quan tâm tới nghệ sĩ Thương Tín á, cũng là chỗ anh em trước đây, anh em ngoài đời cũng rất là thân. Thì trước đây anh cũng hỗ trợ gửi anh Tín chiếc xe của anh á, để cho anh Tín có phương tiện đi lại. Thì nhưng mà gần đây thì anh cũng không có liên lạc được với anh Tín đó, cho nên là anh cũng biết cho tình trạng anh Tín cũng như là chiếc xe như thế nào rồi đó, để anh em gặp nhau rồi nếu mà cần phải có phương án gì hỗ trợ nhau trong cuộc sống thì mình hỗ trợ nhau. Thế là anh là từ lâu rồi là cũng không thể liên lạc được với nghệ sĩ Thương Tín này. Đúng rồi, khá lâu rồi. Thì anh gọi điện cho anh Thương Tín thì không được, chắc là anh đổi số hay sao đấy. Cho nên là lúc đó thì anh không liên lạc được nữa, không biết lý do là sao. Thì cũng mong muốn là nhờ các anh em YouTube đó tìm được địa chỉ của anh Tín để anh em gặp lại nhau. Nhưng mà trước đây á, thì cái xe ô tô mà anh em gửi cho anh Tín nó là mình hỗ trợ hay là mình gửi dùm hay là như nào, anh nói rõ cho quý vị khán giả biết được. Thì trước đây á, là cái nguyên nhân mà anh đưa cho anh Tín chiếc xe của anh á, là tại vì anh thường xuyên đi nước ngoài đó, cho nên là anh mới gửi anh Tín đó, để thứ nhất là anh Tín có phương tiện đi lại, thứ hai là mỗi lần về Việt Nam thì anh cũng có phương tiện đi lại đó, cho nên là anh gửi thương Tín. Với lại trong các anh em bạn bè thì anh Tín cũng là cái người mà có cái sự thân tình đối với anh á. Bởi vì hồi xưa là trong một lần là cái đám tang của ba anh á, thì anh Thương Tín chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê của anh để dự đám tang của ba anh, cho nên là anh rất là cảm động á. Cái thứ hai nữa là lúc mà anh Tín bị đột quỵ lần thứ nhất á, thì anh Tín có gọi vào số của anh, thì anh mới thấy cuộc gọi nhỏ, mấy cuộc gọi nhỏ lần. Thì ngày hôm sau anh đọc báo, anh mới biết là anh Thương Tín bị đột quỵ. Cho nên là lúc đó thì anh rất là áy náy, cho nên là khi mà anh Tín ra viện á, thì ổng gọi điện cho anh, thì anh em gặp nhau liền. Lúc đó anh mới quyết định anh đưa chiếc xe cho anh Tín để anh đi, chứ thấy anh đi xe máy cũng vất vả quá. Nhưng mà vậy là bây giờ anh muốn tìm gặp anh Thương Tín, cái nội dung chính mà anh muốn tìm lại chiếc xe là thì cái chính là anh cũng muốn quan tâm tới cuộc sống của anh Thương. Dạ. Với lại chiếc xe đó là trước đây là nghe trên kênh trên nói là sẽ có phương án cho thuê để giúp cho anh Tín có nguồn thu nhập hàng tháng đó. Thì nếu mà làm được điều đó thì cũng rất là tốt, và anh cũng mong muốn các anh em YouTube làm sao mà hỗ trợ để mà làm cho cái điều đó nó thành hiện thực đó, để cho anh Tín có một số tiền hàng tháng anh sống. Vậy là đã bao lâu rồi là anh không thể liên lạc được với lại anh Thương Tín? Khoảng 2 năm, cách đây 2 năm đó, thì lúc đó anh gọi anh Tín được, nhưng mà sau đó thì anh không gọi, anh không biết lý do gì. Nhưng mà cũng có một lần là anh Tín gọi điện cho anh Tín nói là Nam ơi, chiếc xe nó bị dịch rồi đó, cho nên là sau cái cuộc gọi đó thì hầu như không liên lạc được, thì có thể là do anh Tín ngại hay sao đó đó. Thì anh cũng nói với anh Tín là thôi cái cũng không có nên ngại, anh em cứ chia sẻ thật lòng với nhau, cuộc sống nó cũng không có bao nhiêu lâu, anh em còn gặp nhau là cũng vui rồi, mình cũng không nên tránh nó, để mình cứ cởi mở thật cái tấm lòng của mình. Thì như vậy thì anh em còn gặp nhau thì cũng không được hỗ trợ với nhau.
Vậy là cái mong muốn bây giờ của anh á là cũng muốn tìm lại nghệ sĩ Thương Tín để mà biết được cái cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ như thế nào. Đúng rồi. Là cái thứ nhất, và cái mong muốn tiếp theo nữa là cũng muốn biết rõ về cái xe mà trước đây mà anh gửi và anh hỗ trợ thì hiện tại là bây giờ là như thế nào và sử dụng với mục đích ra sao, đúng không anh? Đúng rồi. Và cái mong muốn cuối cùng của anh là muốn là nếu mà cái xe anh tặng á, anh hỗ trợ trước đây á, thì bây giờ mà để mà gặp được nghệ sĩ Thương Tín thì cũng mong muốn là sẽ sử dụng cái xe này nó đúng mục đích hơn, đúng không anh? Đúng rồi. À, thì nó xuất phát là cái xe đó nó cũng là cái câu chuyện tình nghĩa mà đó, thì chỗ anh Tín là cũng là chỗ tình nghĩa nên mới gửi chiếc xe đó. Thì nếu như mà nó sử dụng được đúng mục đích mà lúc anh đưa cho Thương Tín đó thì nó quá tốt. Tại vì lúc khi đưa cho anh Tín thì anh nói là em đưa cho anh để anh sử dụng đến cuối đời, nhưng mà anh đừng có bán nha, tại vì đây là xe tình nghĩa. Thế là anh cũng là một người bạn thân của nghệ sĩ Thương Tín, thì anh có biết gì thêm về gia đình của nghệ sĩ không anh? Thì anh biết là anh Thương Tín á có một cậu con trai sinh năm 1978 đó, và người vợ sau của anh nó cũng tên là chị Chi thì phải. Thì lúc mà anh gặp Thương Tín á thì đứa con còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi gì đó đó, thì bây giờ bé sau 4 năm thì chắc bé cũng gần 10 tuổi rồi. Thì anh cũng có nghe hoàn cảnh của anh Thương Tín là mấy cái này hồi nhỏ cũng bị bệnh trầm kha về tinh thần á, thì anh cũng cởi mở thật với mình á, cho nên là anh em cũng hiểu nhau và thương nhau. Còn chị Chi vợ của anh Tín rồi sau này như thế nào thì anh cũng không rõ, chỉ biết là anh Tín không thường xuyên ở nhà cùng với chị vợ sau này. Trước đây thì tụi em cũng có dịp được quay một số video và được nghe nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ, và cũng biết được là anh hỗ trợ cho chú nó cái xe, chứ thực sự là cũng chưa được gặp anh, và bây giờ là cũng có duyên nên mới gặp được anh Nam ha. Thì lại một điều trái ngược là cũng lâu tụi em này cũng không gặp được nghệ sĩ Thương Tín. Tụi em được biết là cũng có một người bạn đồng nghiệp á cũng có đứng ra đỡ đầu và hỗ trợ cho nghệ sĩ Thương Tín một thời gian, nhưng mà cũng lâu rồi cũng không có những cái thông tin cập nhật được. Tại vì nghệ sĩ Thương Tín thời điểm hiện tại thì em thấy cũng không lên các cái thông tin đại chúng nhiều, cho nên cũng quý vị khán giả cũng rất quan tâm nhưng mà cũng không biết. Và hôm nay là cũng có dịp thì bên Nam anh từ bên nước ngoài anh về Việt Nam thì cũng liên hệ với một số kênh YouTube của các anh em và muốn chia sẻ cái nỗi niềm của anh và muốn gặp được cái nghệ sĩ Thương Tín để mình biết được cái cuộc sống hiện tại, cũng như là muốn nắm được cái thông tin về cái xe trước anh có gửi và hỗ trợ ha, là để sử dụng nó đúng mục đích hay không. Tại đúng vì rồi. Như anh nói là cái xe này là cái xe nghĩa tình, tình cảm của anh để mong muốn là để duy trì được cái cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín nó tốt hơn, đúng không anh? Đúng rồi. Và tới thời điểm hiện tại thì anh cũng lâu rồi và không liên lạc được với nghệ sĩ Thương Tín, cho nên là thông qua các kênh YouTube thì anh cũng bày tỏ như vậy. Và nếu mà được thì cái mong muốn của anh Nam đó là nghệ sĩ Thương Tín là có thể liên lạc với anh, đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà khó khăn thì anh Nam có thể vẫn hỗ trợ cho nghệ sĩ Thương Tín, đúng không anh? Đúng rồi. Thông qua cái video clip này, anh cũng muốn nhắn nhủ điều gì với nghệ sĩ Thương Tín không anh? Thì anh cũng nói là Tín ơi, cuộc sống thì nó rất là ngắn ngủi và vô thường, quan trọng nhất là cái nghĩa tình thôi. Thì anh em mình gặp nhau và cái tình nghĩa đó, thì anh cũng đừng có ngại gì hết đó, và anh cứ liên lạc với em. Nếu mà nó có xảy ra chuyện gì với anh cái xe thì cũng không sao đâu đó, anh em mình vẫn là anh em đó, cho nên là vẫn mong muốn anh em mình kết nối với nhau đó, bởi vì hồi xưa mình đã gặp nhau một lần đó là nghĩa tình huynh đệ là anh em, thì nó mãi mãi nó là như vậy. Anh mà lần này về Việt Nam như vậy là mình dỡ lại lâu không anh? Để có thể là tụi em cũng sớm đăng cái video lên và nghệ sĩ Thương Tín nếu mà có xem được thì cũng đã biết để mà liên hệ với anh, hoặc là liên hệ qua các kênh YouTube của tụi em để tụi em cũng có thể là sắp xếp để cho anh với nghệ sĩ Thương Tín sớm gặp lại để mà hiểu hơn và chia sẻ rất nhiều. Thì phải nói là đợt này thì anh ở rất là lâu đấy, tại vì anh cũng còn
những cái việc nó tồn đọng ở đây á, nó giải quyết chưa xong á, cho nên là anh sẽ ở đây giải quyết đến khi nào nó xong á thì thôi, lúc đó anh mới đi. Anh về Việt Nam chuyến này là để giải quyết công việc, và một cái điều cũng thực sự rất là quan trọng đó là gặp lại cái người bạn thân của mình ha. Nghệ sĩ Thương Tín cũng mất liên lạc với anh thời gian khá là lâu rồi đó, thì đó là cái điều mong muốn của anh Nam ha. Thế là anh Nam và nghệ sĩ Thương Tín chắc vài năm, hơn 3 năm mình chưa gặp nhau phải? Đúng rồi, cũng lâu lắm cỡ cỡ đó đó. Thế là từ khi mà anh gặp là đang còn trên quận 12 đang còn ở trọ đúng không ạ? Đúng, lúc đó là anh gặp anh Tín là còn ở trọ ở quận 12, chỗ gần đường Phan Văn Hớn đó. Lúc đó anh Tín ở với chị Chi. Đúng rồi, tụi em cũng có lên đó quay cái thời điểm năm 2000 đó. Và mấy anh em tụi em thì cũng có quay cái video mà anh Tính đã lái chiếc ô tô và anh gửi về chỗ quận 12 đấy. Đúng rồi. Chiếc Mạc đúng không ạ? Đúng rồi, chiếc Mạc C200. Mà trước đó hình như có nghe nghệ sĩ Thương Tín cũng có chia sẻ cũng là một người bạn là gửi cái xe cho, là hôm nay mới có dịp là gặp anh ấy. Cho nên là cô chú anh chị khán giả mà có xem được cái video này và cũng biết ở gần nhà nghệ sĩ Thương Tín, nhiều khi nghệ sĩ giờ cũng không thể cập nhật hết được cái thông tin đó. Đúng thì có thể liên hệ qua các kênh YouTube của các anh em để có những cái thông tin chia sẻ và để cũng hỗ trợ cho anh Nam ha, có cái thông tin để sớm gặp được nghệ sĩ Thương Tín. Thì cái lời cuối cùng là anh cũng thấy rằng là anh Tín là cũng một thời huy hoàng, nhưng mà đến lúc mà cuối đời á thì lại không được may mắn như những nghệ sĩ khác á. Đó, thì mà hình như năm nay, mấy năm nay cũng là những năm hạn của giới nghệ sĩ nữa. Đó, thì cũng mong là cộng đồng hay có một cái nhìn cảm thông đối với những người nghệ sĩ già, bởi vì họ cũng đã có một cuộc sống trước đây cũng một thời trai trẻ như ai. Đó, cho nên là tuổi già của anh Tín thật sự mình nhìn những cái video mà anh đi ngoài đường á, thực sự là mình không có cầm lòng được. Đó, cho nên là nhưng mà cộng đồng chúng ta có chia sẻ và hỗ trợ giúp đỡ những người sĩ già như vậy thì là một rất là tốt, đáng cảm phục. Em thấy gần đây nhất á, nghệ sĩ Thương Tín là cũng có đi tham gia một cái show hát nào đó và cũng nhận được rất nhiều những cái tình cảm của khán giả. Đó là những món quà, là những cái bông hoa là gửi tặng đến cho nghệ sĩ, thấy cũng rất là cảm động. Mặc dù là cái tuổi này thì nghệ sĩ cũng yếu rồi, và tham gia để hát những cái show thì cũng rất là khó và nhiều khi là gọi là hụt hơi á. Đúng rồi. Nhưng mà nghệ sĩ cũng vì cái cuộc sống mưu sinh mà vẫn phải tham gia những cái show diễn ở miền Tây, vẫn phải đi đấy. Vâng, đúng ra là ở tuổi anh Tín là cũng là cái tuổi được nghỉ ngơi rồi, không cần phải mưu sinh nữa. Nhưng mà đáng tiếc là số phận đẩy đưa, cho nên là cái điều này là mình cũng thấy cảm thấy rất là đáng tiếc ha. Cho nên là dù sao thì anh em cũng gặp lại nhau. Thì hôm nay thì mấy anh em tụi mình cũng rất là có duyên gặp được anh Nam, một người bạn thân của nghệ sĩ Thương Tín ha. Thì qua cái video này thì anh cũng có những cái chia sẻ thật sự rất là xúc động. Và về Việt Nam trước này thì anh mong muốn gặp lại người bạn cũ của mình, nghệ sĩ Thương Tín ha. Nếu cô chú anh chị nào chúng ta có xem được video này, nếu mà biết nghệ sĩ Thương Tín ở đâu, có thể liên lạc với tất cả kênh YouTube các anh em để giúp cho anh Nam có thể là kết nối và lại với người bạn của mình ha, cũng như là kết nối, tại vì một khoảng thời gian khá là lâu, hơn 3 năm là chưa gặp nghệ sĩ Thương Tín. Thì thay mặt các anh em YouTube thì một lần nữa em cũng cảm ơn cái buổi gặp gỡ với anh Nam ha. Thì để tụi em đăng tải cái video này lên, thì nếu có cái thông tin gì mới nhất thì tụi em sẽ chia sẻ và thông tin cho anh biết ha. Vâng, anh cũng rất là cảm ơn các anh em YouTube, cũng tình cờ gặp được anh em mà anh em mình lại có cái sự kết nối này. Thì cũng mong là anh em mình sẽ có duyên gặp nhau đó, và chúc cảm ơn của anh em càng ngày càng phát triển. Dạ, em cảm ơn, em chào anh ạ. Chào anh. Cảm ơn anh Nam nhé.